Rồi quý vị ơi, bonsai số 28, một cây sâm hương 220k bao ship toàn quốc luôn. Cây này sumo lùn nha quý vị thấy không? À, ngón tay tôi tỉ lệ nè, 1, 2 cành phong ha. Bên hông cũng có cạnh luôn, trên cái đỉnh luôn ha. Cứ về cái tỉa 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 là thành cái cây, khỏi cần uốn éo nữa nha. Rồi 220k. Cái tàn ở trên này tỉ lệ nè, ấm tàn tràn tròn luôn ha, hình nhánh đầy đủ hết trơn luôn, rồi sum hô lùng luôn nha. Rồi cái bút lông nằm dưới đó, ở trên này chơi trà xanh hô lông nè, ngón tay cái tôi nè. Rồi 220 xuống luôn bây ơi.